Xin chào các bạn, mình là Duyên đến từ The Well Academy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm FIRE, nghỉ hưu sớm hay tự do tài chính đang rất phổ biến trên thế giới. Bạn cảm thấy ra sao nếu mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy đầy háo hức, muốn thực hiện những công việc thú vị đang chờ ta phía trước, được tự do sáng tạo, có thời gian cống hiến cho cộng đồng, hay đơn giản là an nhàn uống một tách cà phê đắm chìm trong bản nhạc yêu thích, hoàn toàn thảnh thơi và tự do, mà có thể bỏ qua được áp lực kiếm tiền. Bức tranh tự do tài chính thật quá tuyệt vời đúng không các bạn? Sau video này, hy vọng rằng The Well Academy có thể giúp các bạn trả lời được câu hỏi tại sao tôi cần có kế hoạch hưu trí và tôi còn trẻ, liệu có quá sớm để nghĩ đến kế hoạch hưu trí hay không? Chúng ta hãy cùng bắt đầu với câu hỏi tại sao. Tại sao tôi cần nghĩ đến việc lập kế hoạch hưu trí? Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn hãy cùng Duyên điểm qua những câu chuyện mang tính chất thời sự sau nhé. Thứ nhất, luật lao động mới có gì thay đổi và thay đổi đó có tác động đến chúng ta như thế nào? Thứ hai, câu chuyện tuổi già ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Việt Nam đang ở đâu trong câu chuyện già hóa dân số đó? Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu xem quy định về việc nghỉ hưu giữa luật cũ và luật mới hiện nay thay đổi như thế nào. Theo Bộ Luật Lao động năm 2012, lao động nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi và lao động nữ đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, Bộ Luật Lao động năm 2019 đã chính thức được thông qua với nhiều điểm mới. Trong đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Như vậy, tuổi nghỉ hưu cho cả hai giới đều sẽ tăng lên. Thứ hai, về vấn đề lương hưu nhận được hàng tháng. Theo quy định, dù bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hay tự nguyện thì lương hưu của một người đều được xác định theo công thức sau. Mức lương hưu hàng tháng bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân với mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu thấp nhất là 45% và cao nhất là 75%. Theo luật bảo hiểm xã hội, tỷ lệ hưởng lương hưu là 75% sẽ tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau. Lao động nam nghỉ hưu trước năm 2018 đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ 30 năm và nghỉ hưu vào năm 2018 đóng đủ 31 năm. Và cứ như vậy, điều chỉnh tăng dần theo lộ trình đến năm 2022 trở đi. Người lao động cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 35 năm. Đối với lao động nữ, nghỉ hưu từ trước năm 2018, thời gian đóng bảo hiểm xã hội cần để hưởng đủ 75% lương hưu là 25 năm và nghỉ hưu sau năm 2018 cần đóng đủ 30 năm. Thứ ba là về cách tính mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cũng thay đổi như bảng sau. Chúng ta có thể thấy ở đây, tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2020 đến năm 2024 thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tính theo bình quân của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Còn nếu tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng. Như vậy, những bạn mới đi làm và bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2020 sẽ có thời gian tính mức lương bình quân dài hơn gấp đôi so với bố mẹ của mình. Đó là tình huống đặt ra đối với những người đi làm và đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian. Hiện tại, trong xã hội còn rất nhiều lao động tự do không đóng bảo hiểm xã hội. Vậy sau khi quá tuổi lao động, không còn tiếp tục làm việc được nữa, những người đó sẽ làm gì để trải qua tuổi hưu trí, phụ thuộc vào con cái hay chấp nhận một cuộc sống có chất lượng đi xuống? Theo số liệu của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam, hiện đang có 73% người cao tuổi không có lương hưu, phải sống phụ thuộc vào con cái và đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chỉ có khoảng 27% là có lương hưu và thu nhập ổn định. Trong khi đó, tuổi thọ bình quân của người dân Việt Nam năm 2019 đã đạt 75,6 tuổi. Con số này đang đứng thứ 2 trong khu vực và đứng thứ 56 trên thế giới. Như vậy, thời gian phụ thuộc với nhóm đối tượng này có khả năng sẽ càng kéo dài thêm. Tính đến cuối năm 2019, dân số Việt Nam là khoảng 96 triệu người, trong đó có khoảng 70% dân số trong độ tuổi lao động. Độ tuổi trung bình vào khoảng 32 tuổi, tương đương với Hàn Quốc vào năm 1995 là khoảng 30 tuổi, như đồ thị các bạn đang nhìn thấy. Đây là thời kỳ mà các nhà nhân khẩu học và kinh tế gọi là thời kỳ cơ cấu dân số vàng, tức là ít nhất hai người hoạt động kinh tế sẽ hỗ trợ cho một người không hoạt động kinh tế. Nhưng hãy nhìn Hàn Quốc sau 25 năm, tức là vào năm 2020, Hàn Quốc có độ tuổi trung bình là 44 tuổi và chỉ còn 60% người trong độ tuổi làm việc. Tuy là quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn thứ 12 trên thế giới, nhưng những người già ở Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Trong một cuộc khảo sát kinh tế năm 2016 của OECD, khoảng 1/4 người già Hàn Quốc đang sống một mình. Tư tưởng con cái chăm sóc cha mẹ đang mai một dần trong xã hội nước này.
quá trình đô thị hóa nhanh chóng dẫn đến những việc người trẻ ra thành phố làm việc, kết hôn và sinh con, trong khi cha mẹ họ phải sống cô đơn một mình và những người lớn tuổi vẫn phải vật lộn để tìm kiếm việc làm. Nếu không có con cái chăm sóc họ, họ sẽ phải duy trì một cuộc sống bằng những bữa trưa từ thiện, phúc lợi xã hội và thậm chí là phải đi ăn xin trên đường. Nhiều người già không thể dành đủ tiền tiết kiệm cho cuộc sống sau này vì họ đã chi quá nhiều cho việc học hành của con cái họ. Nhìn thêm tình hình ở một nước khác nữa như Nhật Bản, một trong những nước có tuổi thọ trung bình và tỷ lệ người già cao nhất thế giới, Thủ tướng Shinzo Abe đã trình kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu tối thiểu lên 65 tuổi và có phúc lợi riêng cho những người hoãn nhận lương hưu cho tới 70 tuổi. Các nghiên cứu kinh tế học lạnh lùng cho thấy tất cả mọi người sẽ phải làm việc tới ngoài 80 tuổi nếu muốn được hưởng cùng một chế độ lương hưu như cha mẹ họ hiện giờ. Tức là về cơ bản, đó là một thế giới không còn hưu trí nữa. Xem ra, nét văn hóa bao đời nay của người Á Đông, trẻ cậy cha, già cậy con đã thay đổi rồi. Vì vậy, việc lập kế hoạch chuẩn bị tài chính cho tuổi già là cấp thiết ngay từ bây giờ để bạn không trở thành gánh nặng cho con cái khi mà sức khỏe giảm dần và thu nhập không còn như trước nữa. Nếu không chuẩn bị tốt, bạn có nguy cơ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về tài chính. Ngược lại, nếu chuẩn bị càng sớm, bạn sẽ có nhiều thời gian để đầu tư tích sản và hưởng lợi từ lãi kép. Hãy nhớ, tích sản đầu tư là cả một quá trình, thời gian là người bạn thân thiết và lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Chỉ cần bạn áp dụng được hai khái niệm, tích sản đầu tư và lãi kép, thì không có lý gì bạn phải lo ngại cho câu chuyện tài chính cho tuổi nghỉ hưu cả. Có 5 tiêu chí đánh giá cho chất lượng của một thời kỳ nghỉ hưu tốt. Thứ nhất là một mức ổn định tài chính tối thiểu. Thứ hai là mạng lưới quan hệ xã hội thay thế cho nơi làm việc. Thứ ba là có được mục đích và thách thức cho phần đời còn lại. Thứ tư là tiếp tục khám phá, học hỏi, phát triển cá nhân. Và cuối cùng là tìm kiếm được niềm vui trong cuộc sống. Tại Việt Nam thì người ta quan tâm nhiều nhất tới điều đầu tiên và một chút là với điều thứ năm, trong khi còn quá ít cho những điều còn lại. Tại The Well, chúng tôi xem xét lại ý tưởng nghỉ hưu với cả 5 tiêu chí trên để cùng các bạn trả lời cho câu hỏi lúc nào nghĩ đến việc nghỉ hưu là thích hợp. Làm việc một chút thực ra hiệu quả hơn là nghỉ hoàn toàn. Ở đây, một cơ chế làm việc linh hoạt trở nên quan trọng. Làm việc linh hoạt đương nhiên không mới và ngày càng phổ biến trong thế giới công nghệ, chia sẻ công việc, họp trực tuyến, làm bán thời gian. Và nghỉ hưu linh hoạt chỉ là một cách nói khác của làm việc linh hoạt. Thật ra, nghỉ hưu linh hoạt chính là thời điểm bạn không còn phải làm việc để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Bạn có thể tự do làm điều mình muốn mà không bị áp lực về tiền bạc, bị giới hạn về thời gian. Như vậy, không hề quá sớm khi các bạn còn trẻ mà nghĩ đến việc nghỉ hưu. Để có thêm thông tin về việc lập kế hoạch tích sản hưu trí, hãy truy cập vào website hưutri.vndirect.com.vn để The Well chúng tôi cùng đồng hành với các bạn trong kế hoạch hưu trí nhé.